đấy và không có điện thoại. Thank you.
các vị trí bảo vệ bao gồm có các cứ điểm Kim Lan, Độc Lập và Bạn Kéo. Đợt tấn công thứ hai bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 kéo dài đến ngày 30 tháng 4. Ta tiêu diệt ở phân khu trung tâm bao gồm có các hòn đảo phía đông A1, C1, C2, E1 và D1. Đợt tấn công thứ ba bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, 7 tháng 5 thì ta tiêu diệt các phân khu nam để trước thời cơ tổng công kích trên toàn chiến dịch và dẫn đầu bởi vì đây chính là tấm bản đồ mà gia đình con trai của đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã Võ Hồng Nam đã tặng cho Bảo Tàng Nhân dân Thành đại tướng. Và trên đây là chữ ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi ngày 19 tháng 4 năm 2004. Đây là lần cuối cùng đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm lại chiến trường. Khi vào đến Hồng Kông, bác có giải tấm bản đồ này ra trên bàn máy tính trước đây của mình và hàng trăm kỷ niệm của về đại tướng Võ Nguyên Giáp không ngay trước mặt người dân thực viên ở trong Hồng Kông. Dạ vâng. Vì động vào Him Lam là đi vào chỗ chết. Nhưng ngay